Ê, đi đâu vậy? Trả tiền tao chứ. Ờ, tao túng quá à. Có tiền tao trả mày. Mày hay quá à. Mày biết túng hơn tao làm sao? Bây giờ cuối năm rồi, đủ thứ phải chi hết. Thì có, tao trả mày chứ đâu phải là tao muốn quỵt của mày đâu. Tao không nói mày là mày quỵt, nhưng mà mày từ từ cái năm nay rồi, giờ chậm nữa đâu có được. Trả tao đi. Mày cũng thấy rồi đó, mẹ tao hở bệnh cho nên là hở tao phải nhà chăm sóc mẹ tao. Cái năm nay tao đâu có đi làm đâu. Đồ đạc trong nhà tao đem bán đem cầm hết rồi. Thì à, tao còn tính mượn mày thêm 1-2 triệu nữa. Để trị bệnh cho mẹ tao. Mày có không? Cho tao mượn đi. Gì mà 5 triệu chưa trả rồi tiền đâu cho mày mượn nữa. Hay ghê, ở nhà to mà sao mà than quá à. Ôi mày thấy vậy thôi chứ cái nhà to to vậy chứ. Bên ngoài thôi mày ơi, bên trong có gì đó. Biết sao không, chứ lại giờ tao cũng biết mượn ai hết á. Nó thiệt với mày luôn á, giờ trong túi tao còn có 50 ngàn à. Ô, Lão giao cho em cái đơn hàng 5 triệu. Gì? Nhiêu? 5 triệu. Ê, nãy mày nói là trong túi mày chỉ còn có 50 ngàn mà cái đơn này 5 triệu. Tao không biết gì hết nha. Anh, giao lộn nhà rồi đó. Giao lộn rồi. À, coi thường anh vừa hỏi đây chứ. Anh là làm shipper bao nhiêu năm mà kinh nghiệm đầy mình. Cho nên là trước khi tới đây, anh đã alo em nói là anh ơi, qua đi em đang ở nhà. Thì anh tới anh giao, sao lộn được. Nuôi đi. Con này, giả điên hả mày? Tên mày nè, số điện thoại mày nè, địa chỉ của mày nè. Mày dám kêu than không? Bây giờ cái này 5 triệu đúng không? Tao giữ. Mày mà muốn lấy á, đưa tiền tao đi, cho mày chuột. Cái con điên này. Trời, cái đơn hàng này là của tao. Mày làm gì vậy hả? Trời đất ơi, em làm gì mạnh tay vậy? Em xô về là con bé chúng đâu chấn thương rồi sao? Bớt xíu chuyện người khác này, thằng shipper quen. Biết. Ủa? Còn mày nữa, khôn hộm thì coi chừng tao á. Biết điều thì tao còn coi lại. Còn không hả? Tao quỵt luôn. Mày ngon á, đụng như một sợi tóc của tao coi. Ê, không cho tiền là ăn cướp á. Tụi đưa lên công an á. Quên. Này. Hứa đầu. Trời ơi, đúng là mất dạy mà. Anh coi kìa, nợ em cái năm trời luôn á. Em nợ tình bạn mà em không đòi. Giờ cuối năm á, em kẹt quá em mới đòi nữa mà. Bạn thân em hả? Thôi, đó giờ nghe câu là bạn thân à, mình chơi với bạn hết mình, bạn chơi với mình hết hồn rồi, giờ có thiệt rồi đó. Giờ sao anh? Có cách nào giúp em không? Với những đứa nghiện mua sắm như thế này thì có đó. Thì hả? Ừ? Anh ra giúp em nha, chứ em đang túng lắm luôn á. Thôi được rồi, để anh. Trời, lá sale cuối năm hả? Vũ trụ tâm linh hả ta? Chưa kịp tìm nữa là nó hiện lên luôn. Ôi, quá trời món mình thích mà rẻ quá nè. Ý, có số điện thoại thì gọi thử coi. Alo. Alo. Dạ chào anh. Anh ơi cho em hỏi là shop bên mình đang có chương trình flash sale cuối năm đúng không anh? Với lại em thấy là có giao tiền nữa đúng không anh? Đúng rồi đó em gái. Chương trình flash sale chỉ còn 30 phút nữa thôi là sẽ kết thúc. Nhanh tay còn chậm tay thì hết nha em gái ơi. Dạ rồi, để em order liền nha. Dạ em cảm ơn nha. Ok. Để coi. Cái này rẻ nè. Trời, cái này cũng rẻ nữa, mua luôn. Nguyên một set nước hoa mà có 2 triệu. Mua luôn. Đây cũng đủ rồi. Ok. À, em ơi, cho anh hỏi em phải Thảo không? Dạ đúng rồi. Anh shipper bên shop hàng Black Sale em mới đặt á. À vậy hả? Đây đơn hàng của em 8 triệu. À em kiểm hàng. Không được. Đây là hàng Black Sale, cho nên là shop dặn anh là không cho em kiểm hàng gì hết. Được lát được thôi đem về. Thôi để đưa tiền cho. 8 triệu nè. Chuẩn bị sẵn vậy luôn ha. Mau lẹ thiệt. Phải trả nợ bạn bè mà lẹ vậy cũng được ha. Gì lại gì? Có gì đâu mà trợn trắng mắt ra vậy. Anh nói đúng mà. Mày với thằng này hai đứa mày. Rồi cái đống hàng này. Tất cả chỉ là giấy dụng thôi. Trời đất ơi. Có gì đâu bất ngờ. Rồi tôi bày ra trò này đó. Lách xeo rồi gì đâu có đâu.
tôi cố tình đánh vô cái sự mà đam mê shopping của cô á, chủ yếu là lấy tiền đưa lại cho ông Vy thôi. Em, tiền của em. Cảm ơn anh. Tiền của tao, tao chỉ lấy đúng 5 triệu của tao thôi, còn tiền dư của mày tao trả lại. Cầm cái công dơ tay mẹ nữa, hai đứa bay đúng là thứ mất dạy mà. Tụi lừa đảo, tao báo công an nè. Giỏi hay, báo đi. Tôi nói cho nghe, tôi không có lừa đảo cô gì hết. Tôi làm vậy á là để thu thập đầy đủ bằng chứng việc cô có tiền mà cố tình quỵt nợ bạn cô. Còn cô báo công an á thì chưa biết ai bị bắt đâu. Mẹ tư cách gì mà kêu người ta lừa đảo mày? Chính mày mới là cái con lợi dụng lòng tốt của bạn bè rồi quỵt tiền trắng trợn đó. Mày mới là thứ lừa đảo á. Tao hối hận khi đã giúp đỡ con khốn nạn như mày. Nhớ được. Trời đất ơi. Anh Tính, cảm ơn anh nhiều nha. Không có anh á, không biết khi nào lấy được tiền. Thôi được rồi, khỏi cảm ơn. Anh cũng bức xúc giùm em mà. Mà ba chuyện con này đâu làm khó được anh. Tại vì anh là tính shipper, cả giới tính shipper không có gì là khó. Cảm ơn.